chương 3803, Đệ Tam Chí Thượng Chủ. Vô lượng cấp bậc giao phong, trong thời gian ngắn khó mà kết thúc, Trương Nhược Trần cùng Cung Nam phong trốn ở dưới huyết tuyền. Nghe đủ loại tiếng động dữ dội từ trên thông thiên tháp. Cả hai đều nhắm mắt dưỡng thần, nhưng, chỉ có họ mới biết trong đầu mình có phát họa, những bức tranh kiều diễm hữu tình hay không. Trương Nhược Trần đã từng quen biết cái diệt, biết rằng đây là một cái đại ma đầu chỉ lấy lợi ích của bản thân làm trọng làm việc tùy tính hành động độc lập sở dĩ không có xuất thủ cũng không phải bởi vì trương nhược trần không dám ra tay thứ nhất là bởi vì trương nhược trần cùng cái diệt không có cưu hận trực tiếp cho nên không cần thiết gây thù chuốc oán với hắn thứ hai là bởi vì bọn hắn loại tu sĩ tầng thứ này một khi giao phong vô thường quỷ thành trận pháp chưa hẳn chịu đựng được một khi vô thường quỷ thành sụp đổ huyết tiền quỷ dị tràn vào tam đồ hà cái này tuyệt không phải là kết quả mà trương nhược trần mong muốn không biết bao lâu đi qua phía trên rốt cục an tĩnh lại đi thái cực tứ tượng đồ ấn bao vây lấy hai người sông ra huyết tuyền bay thẳng lên rơi xuống đỉnh thông thiên tháp vân khai vụ tán ngẩng đầu lên liền có thể trông thấy bầu trời đầy sao và phong đô quỷ thành trên đỉnh thế giới thủ cái diệt cờ trần lộ ra nửa thân trên cơ bắp nổi lên rõ ràng thần hình quỷ dị giống như thiết tháp lộ ra khí thức bất phàm lạnh nhạt nhìn hai người từ phía dưới bay lên dưới chân hắn những miếng lụa trắng bị vỡ vụn và những tấm lưới trắng nằm rải rác trên mặt đất cái diệt nhìn hạc thanh đã trốn đi không còn tam tích cười nói thể chất không mạnh lại ăn mặc phong tình lấy thân để hầu ma cũng phải cần có tiền vốn mới được ngươi nhìn nàng ấy đã chạy trốn nếu không phải biết ngươi ở đây bản tọa nhất định đưa nàng bắt về lại thu thập mấy ngày Cung Nam Phong nhìn không ra dáng vẻ hoang dại của cái diệt. Bèn nói: "Chí thượng trụ sao phải làm khó một nữ tử? Nhìn đế trần của chúng ta, cỡ nào thương hương tiếc ngọc, hắn mà thương hương tiếc ngọc sao? Phi mã vương đều bị hắn giết." Khi chữ cuối cùng rơi xuống, khí thế trên người cái diệt bạo tăng, ánh mắt trở nên lăng lệ sắc bén, mà khí vô cùng vô tận trong nháy mắt bao phủ cả vô thường quỷ thành. Hắc ám băng lãnh, phong sát lăng lệ, ngàn vạn cột điện màu tím lập lòe trong ma vân lực lượng cuồng bạo như muốn xé nát thời không nguy rồi phi mã vương khẳng định là nhân tình của hắn cung nam phong sợ tới mức liền chui vào thiên su trâm ma văn điện quang lấp lóe trên người cái diệt trong nháy mắt xuất hiện trước mặt trương nhược trần một quyền đánh ra không gian bị đánh lõm sau đó liền phá toái trương nhược trần trên thân bộc phát ra ước vạn đạo phù văn diễn hóa đế phù thiên địa cũng là một quyền đánh ra và chạm với quyền kình của cái diệt trương nhược trần võ đảo mặc dù còn không có tiến vào bất diệt vô lượng nhưng bất diệt pháp thể đã đột phá rất lớn so với lúc trước thanh âm kinh lôi nổ tung trong thể nội của hắn truyền ra ầm ầm phù quang cùng ma vân nổ tung thông thiên tháp hóa thành đá vụn ầm vang sụp đổ cái diệt cùng trương nhược trần tách ra người trước rơi xuống đỉnh tháp của một tòa lục giác mái cong bị huyết tiền che mất hơn phân nửa trương nhược trần thì là lui đến một bức tường còn sót lại của bản nguyên thần điện bên cạnh chính là thác máu cuồn cuộn ở nơi từng là thông thiên tháp một vùng không gian rộng lớn bị sụp đổ xuyên qua hư vô thế giới nhưng hư vô thế giới bị hư thiên bố trí qua vô số thi hà đang tuân chảy mỗi một đầu thi hà đều lưu động trận pháp minh văn đem lưỡng giới phong cấm cái diệt không có tiếp tục xuất thủ một đôi mắt sáng rực như lửa thần thái tràn ngập không thể nào tưởng tượng nổi nói cũng không nghĩ tới ba ngày không gặp kẻ sĩ người đã có chiến lược như vậy xem ra truyền ngôn không giả thái cực tứ tượng đồ ấn lơ lửng ở trên không như thiên địa ấn ký đạo ẩn vô tận chiếu sáng trương nhược trần hết sức xuất trần trương nhược trần nói ta cũng không có nghĩ đến trí thượng trụ lúc trước vẫn còn là tù nhân nay tu vi đã khôi phục lại cấp độ này càng không nghĩ đến đường đường trí thượng trụ vậy mà không có chút nào ngạo khí, cùng cừu nhân của mình hợp tác, lúc trước, cái diệt bị tử nhân quỷ đế dẫn đi hoàng tiền cấm vực. Suýt nữa biến thành thuốc bổ của hoàng tiền đại đế, chính là biết cái diệt cùng hoàng tiền đại đế có ân oán này, cho nên Trương Nhược Trần lúc trước mới không có lựa chọn rút đi, mà là dự định gặp cái diệt một lần, muốn biết hắn đến cùng mục đích là gì. Vừa rồi hai người một kích đụng nhau, là bộc phát bên trong giữa phủ quang cùng ma khí cũng không có tạo thành tổn thất nào đối với vô thường quỷ thành. Hiển nhiên, đều rất khắc chế, đây không thể nghi ngờ là phỏng đoán của Trương Nhược Trần. Cái diệt tất nhiên có mưu đồ khác, bạch, cái diệt rơi xuống đỉnh một góc tường còn sót lại của bản nguyên thần điện. Cùng Trương Nhược Trần cách xa nhau vẻn vẹn mấy chục trường. Nhách miệng lên nói, bản tọa nếu là thật sự cùng hợp tác với Hoàng Tiền Đại Đế. Vô thường quỷ thành sớm đã phá toái. Người có biết, mục đích mà hoàng tiền đại đế hủy đi vô thường quỷ thành ở đâu sao? trương nhược trần nói người nói như vậy hoàng tiền đại đế chẳng lẽ không chỉ là muốn phóng thích quỷ dị huyết tiền ăn mòn lưu vực tam đồ hà sao? cái diệt nói lấy quỷ dị huyết tiền mục nát lưu vực tam đồ hà đối với hắn chỗ tốt không đáng kể nhiều lắm là chỉ có thể đả kích uy tín của phượng thải dực mà thôi mục đích thật sự của hắn chính là thừa dịp bên này náo động làm phượng thải rực được cái này mất cái khác đành phải rời đi phong đô quỷ thành chạy đến bên này đến lúc đó hắn có thể thong dong tiến vào phong đô quỷ thành cướp đoạt lại thủy tổ giới ngày xưa lưu lại đoạt lại thủy tổ giới tu vi của hắn mới có thể cấp tốc đột phá từ đó cùng cường giả đỉnh cấp nhất thời đại này tranh hùng chính là bởi vì đương thời bán tổ mang cho hắn áp lực quá lớn nhất định phải nhanh cướp đoạt thủy tổ giới cho nên hắn mới điều động Hạc Thanh đến đây thúc giục bản tỏa. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, nói, trí thượng trụ không có phá vô thường quỷ thành, lại là nguyên nhân gì? Cái diệt tỏ vẻ rất thản nhiên, nói, bởi vì huyết tuyển bên trong bản nguyên thần điện, có thể trợ giúp bản tỏa khôi phục tu vi. Sao không lợi dụng phượng thải dực cùng hoàng tiền đại đế rằng co ở chỗ này an tâm tu luyện? Chẳng phải sung sướng sao? Người có thể hấp thu quỷ dị huyết tiền sao? Trương Nhược Trần con mắt nhắm lại mang theo vẻ hoài nghi. Những huyết tiền này ẩn chứa lực lượng quỷ dị, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Bất kỳ cái gì ẩn chứa linh tính cùng minh văn vật chất dính vào, đều sẽ hóa thành huyết xa. Cái diệt phất tay, đem một kiện ma khí lớn chừng bàn tay, ném về phía thác máu. Ma khí vừa mới dính vào huyết dịch, liền xoẹt xoẹt phân giải ra, hóa thành từng hạt màu đỏ như hạt cát. Bên trong minh văn, cũng bị thôn phệ ma diệt, càng đến gần bản nguyên thần điện, huyết tiền ẩn chứa lực lượng quỷ dĩ. Hiển nhiên càng thêm nồng hậu dày đặc đến đáng sợ. Chảy ra phía ngoài, đã bị pha loãng, cái diệt xoay chuyển, lời nói. Nhưng, bản tọa nuốt hoang nguyệt trên hoang cổ phế thành, kết thành thần nguyên, bên ngoài ma đan, lại có thể hấp thu những huyết tiền này. Người có biết vì cái gì sao? Trương Nhược Trần nói, hoang nguyệt cùng hắc ám quỷ dị có liên hệ sao? Cái diệt nói, vầng hoang nguyệt kia, chính là một trong chín đại vu tổ bạch nguyên tại thời đại hoang cổ lưu lại, hắc ám quỷ dị cùng bạch nguyên quan hệ, ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Trương Nhược Trần trong lòng khẽ chấn động, mặt không đổi sắc, nói, trí thượng trụ thế mà đem chuyện bí ẩn như vậy, đều nói cho ta biết, xem ra ngươi đây là có sự tình muốn nhờ. Cái diệt thần sắc trở nên đặc sắc tuyệt luân, ngửa mặt lên trời cười to, bản tỏa không cầu bất luận kẻ nào, nhưng, ngược lại là có thể cùng ngươi hợp tác, hợp tác ra sao, Trương Nhược Trần nói. Cái diệt nói, Bạch Nguyên cùng hắc ám quỷ dị mặc dù có liên hệ không giống bình thường. Nhưng, cả hai lực lượng, từ đầu đến cuối có chỗ khác biệt, Hoàng Nguyệt có thể hấp thu huyết tuyền, lại không cách nào ma diệt lực lượng quỷ dị ẩn chứa bên trong huyết tuyền. Thế nhưng là, người lại có thể sử dụng địa đình, lấy bản nguyên, đem quỷ dị luyện hóa. Trương Nhược Trần trong lòng bừng tình, khó trách cái diệt không có hấp thu số lượng lớn huyết tuyền nơi này. Ngẫm lại lúc trước, hắn đem hoang nguyệt đều một ngụm nuốt mắt, nếu có thể luyện hóa lực lượng quỷ dị trong huyết tuyền. Hắn sợ là ngay cả bản nguyên thần điện, đều đã ăn hết, trương nhược trần cúi đầu mỉm cười, thật nếu để cho ngươi luyện hóa hắc ám quỷ dị huyết dịch. Tu vi của ngươi, sợ là không chỉ có thể khôi phục lại thiên tôn cấp đơn giản như vậy. Đến lúc đó, ta đâu phải là đối thủ của ngươi, ta vì cái gì, muốn cho chính mình bồi dưỡng một cái cường địch, cái diệt nói, chúng ta là bạn không phải địch không phải địch, còn khó mà nói, là bạn, từ đâu nói đến, Trương Nhược Trần nói, cái diệt nói, người biết, bản tọa chân chính minh hữu là ai sao, là tọa chân hắc ám chi uyên nộ thiên thần tôn, nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi bạch y cốc ngôn thâu thiền sư, hắn là cùng bản tọa đến lưu vực tam đồ hà, trước mắt đi phong đô quỷ thành, tiếp phượng thải dực, Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra dị dạng chi sắc, cái diệt cùng nộ thiên thần tôn kết minh. Ngược lại là có khả năng sự tình. Dù sao, bọn hắn có cùng chung địch nhân. Thái cổ thập nhị tộc. Thái cổ thập nhị tộc đối với 72 trụ ma thần thống hận tột đình. Quỷ thú xỉ nhục xưng hô. Chính là đại ma thần cùng 72 trụ ma thần. Cưỡng ép thêm tại trên người bọn họ. Cái diệt nói, trương nhược trần. Người như trợ bản tọa một chút sức lực. Bản tọa liền giúp ngươi cùng phượng thải dực. Diệt trừ hoàng tiền đại đế. Dạng này, mọi người đều có lợi. Há không phải song toàn kỳ Mỹ sao? ta tại sao phải diệt trừ hoàng tiền đại đế? Đối với ta có chỗ tốt gì? Trương Nhược Trần nói, cái diệt lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó cười nói, thiên hạ người nào không biết, quan hệ giữa ngươi cùng Phượng Thải Dực, ngay cả nữ nhân chủ tu tử vong chi đạo đều có thể cầm xuống. Bản tọa vẫn còn có chút bội phục, thấy Trương Nhược Trần nhíu mày, cái diệt thù liễm dáng tê cười, nói, hoàng tiền đại đế mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng có một câu, hắn nói rất đúng. So với trong lịch sử, Hắc Ám Lượng kiếp hủy diệt vô số cường thế văn minh, uy hiếp của bọn ta không đáng kể chút nào, để bản tọa đến hấp thu huyết tiền nơi này, chẳng phải là giải quyết một mầm họa lớn sao? Tương lai Hắc Ám Lượng kiếp người đầu tiên bị tìm tới, khẳng định là bản tọa, mà không phải các ngươi. Chuyện thế gian đều đơn giản như vậy, vậy cũng quá bớt lo. Vứt xuống lời này, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo trùm sáng hướng bên ngoài vô thường quỷ thành bay đi cái diệt không nghĩ tới trương nhược trần rời đi quả quyết như vậy nói bản tọa lời nói như sắt nếu ngươi không tin có thể đi hỏi mông qua điều kiện còn có thể bàn lại bay ra vô thường quỷ thành trương nhược trần một lần nữa thu liễm khí tức bởi vì có trận pháp trùng điệp cách trở tu sĩ ngoài thành cũng không biết được trong thành vừa mới phát sinh hai trận giao phong giữa vô lượng cảnh cung nam phong từ trong thiên su châm bay ra ngoài nói, cái diệt nói đến kỳ thật có chút đạo lý. Sao không nhân cơ hội này, cho hắc ám lượng kiếp một cường địch? Trương Nhược Trần ánh mắt rơi vào trên người hắn. Cung Nam Phong nói, ta nói sai rồi, ta đã biết, người khẳng định là cảm thấy. Ta đối với cái gọi là trí thượng trụ không có lòng kính sợ. Có người tại, ta cần gì kính sợ? Trương Nhược Trần ánh mắt, từ trên người hắn rời đi, nhìn về phía nơi xa âm sơn đỉnh chóp bạch vô thường thần điện. Trong điện, quỷ hỏa nóng sáng bóng người chớp động làm cho người ta cảm thấy ba vân quỷ quyệt không khí về trước hắc vô thường thần điện việc này không có đơn giản như vậy phải cùng phượng thiên thương nghị trương nhược trần nói cung nam phong đuổi kịp bước chân của trương nhược trần nói muốn cùng phượng thiên thương nghị các ngươi dù sao cũng phải trước gặp mặt a à, dạng giận dỗi này rất dễ dàng bị người thừa lúc vắng mà vào người xem một chút minh dạ thần tôn phi phi ý của ta là nếu thiên hạ tu sĩ đều biết chuyện giữa ngươi cùng Phượng Thiên. Hiện tại chúng ta liền đi tìm Phượng Thiên, trực tiếp nói cho nàng, muốn đế trần ta giúp ngươi giải quyết nguy cơ của vô thường quỷ thành. Ngươi đến gả cho ta, một cái là kiếm giới chi chủ, một cái là tử vong thiên hậu, về sau vận mệnh thần điện liền dắt đi kiếm giới, cường cường liên hợp, còn không đánh lại một cái hắc ám quỷ dị sao, ta cảm thấy, Phượng Thiên khẳng định thích ngươi trực tiếp quả quyết một chút. Điểm này ngươi phải học học cái diệt, chờ ta một chút a à, Trần. Ngươi đến cùng có nghe hay không? Hết chương 3803 rồi à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.